Chào mừng tất cả mọi người lại quay trở lại với cả Hồ Tiên Report. Trong số ngày hôm nay thì mình sẽ làm về dự án Avalanche và có cái đồng coin là AVAX, đại diện cho một hệ sinh thái đang đứng thứ tư chỉ sau có Ethereum, Terra và BNB Chain. Thời gian vừa rồi thì mọi người thấy được nó đang có rất là nhiều những cái tin rất là tích cực ở cho hệ sinh thái này. Tuy nhiên thì mình lại thấy được cũng một vài những cái điểm yếu mà mình nghĩ rằng nó sẽ cần phải thay đổi trong thời gian tới. Và chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn những cái điểm yếu, những cái điểm mạnh của nó và xem trong thời gian tới thì chúng ta có nên cân nhắc để theo dõi nó cũng như là số tiền không nhá. Thì ok, không để mọi người đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu video ngày mai luôn. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái dự án này. Avalanche là một cái nền tảng mã nguồn mở để khởi chạy những cái ứng dụng phi tập trung và mạng lưới blockchain cho doanh nghiệp trong một cái hệ sinh thái mà có thể tương tác và cái khả năng mở rộng cao. Avalanche thì được xây dựng cho cái quy mô tài chính toàn cầu với cái khả năng là hoàn tất tất cả những giao dịch tức thì. Các nhà phát triển Ethereum thì có thể nhanh chóng xây dựng ở trên cả Avalanche khi mà Solidity đã hoạt động hiệu quả. Thứ hai thì chúng ta sẽ đến với các cái thành phần ở trong Avalanche. Ở đây thì Avalanche có 3 cái nền tảng blockchain tích hợp. Đầu tiên đó là cái chuỗi trao đổi là X-Chain, thứ hai là chuỗi nền tảng là P-Chain và cuối cùng đó là chuỗi hợp đồng là C-Chain. Tất cả 3 blockchain này thì đều được xác nhận và bảo mật bởi Primary Network. Và cái Primary Network này là một trong những cái subnet rất là đặc biệt. Và tất cả những cái thành viên của tất cả những cái custom subnet cũng phải là cái thành viên của Primary Network và bằng cách là staking ít nhất là 2.000 cái đồng AVAX. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái chuỗi trao đổi là X-Chain. X-Chain thì hoạt động như là một cái nền tảng phi tập trung để tạo và giao dịch những cái tài sản thông minh kỹ thuật số đại diện cho cái tài nguyên ở trong thế giới thực, ví dụ như là vốn chủ sở hữu, trái phiếu, với một cái bộ quy tắc chi phối hành vi của nó, chẳng hạn như là sẽ không thể giao dịch cho đến ngày mai hoặc là sẽ chỉ có thể gửi cho cái công dân ở Hoa Kỳ. Một cái tài sản mà được giao dịch ở trên X-Chain đó chính là cái đồng coin AVAX. Và khi mà bạn phát hành một cái giao dịch ở trong cái blockchain của Avalanche ấy thì bạn sẽ phải trả một cái khoản phí, đó chính là bằng cái đồng coin AVAX. Và X-Chain là một cái ví dụ máy ảo Avalanche, viết tắt là AVM. Và APY của X-Chain thì sẽ cho phép khách hàng tạo và giao dịch những cái tài sản ở trên X-Chain và các cái phiên bản khác của AVM. Và thứ hai chúng ta sẽ đến với Platform Chain, P-Chain. P-Chain là một cái chuỗi siêu dữ liệu ở trên Avalanche và điều phối các cái trình xác thực, theo dõi các cái subnet và đang hoạt động, cho phép tạo những cái subnet mới. P-Chain thì thực hiện những cái giao thức đồng thuận Snowman. APY của P-Chain thì cho những cái khách hàng tạo subnet này và thêm những cái trình xác thực vào cái subnet tạo cái chuỗi khối. Okay, và cuối cùng đó chính là Contract Chain là C-Chain. C-Chain thì cho phép tạo các cái hợp đồng thông minh bằng cách là sử dụng APY của C-Chain. Và C-Chain là một cái ví dụ của cái máy ảo Ethereum được cung cấp bởi Avalanche. Ở đây cái C-Chain này nó là cái yếu tố rất là quan trọng, bởi vì nó chính là cái nơi mà mọi người có thể coi cái blockchain của Avalanche đó là một cái EVM blockchain, nơi mà mọi người có thể mang những cái DApp, những cái nền tảng ở trên Ethereum có thể mang về hệ sinh thái của Avalanche một cách rất là dễ dàng đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần thứ ba, đó là những cái đặc điểm ở trong công nghệ của Avalanche. Đầu tiên đó chính là cái giao thức đồng thuận Snowman. Đây là một cái giao thức đồng thuận được tối ưu hóa theo chuỗi, thông lượng cao, được đặt hàng hoàn toàn và tuyệt vời cho các cái hợp đồng thông minh. Snowman thì được cung cấp bởi các cái giao thức đồng thuận Avalanche. Cả P-Chain và C-Chain thì đều triển khai cái giao thức đồng thuận Snowman này. Thứ hai đó sẽ là về cái tốc độ giao dịch. Để sử dụng một cái giao thức đồng thuận mới và được phát triển bởi một cái nhóm các nhà khoa học máy tính của Cornell và có thể xác nhận vĩnh viễn các cái giao dịch trong chưa đầy có 1 giây. Thứ ba đó chính là cái khả năng mở rộng. Có thể khả năng thực hiện lên đến 4.500 giao dịch mỗi giây và một cái thứ tự lớn hơn cả các cái blockchain hiện có. Ở đây thì với cái cơ chế subnet mới ấy, một lát nữa mình sẽ nói ở cái phần dưới để mọi người có thể hiểu rõ hơn, thì thậm chí là cái blockchain của Avalanche nó có thể tăng lên cái mức là hơn 10.000 giao dịch mỗi giây. Thì một lát nữa đó, mình sẽ có thể nói kỹ hơn cho mọi người hiểu đó. Và cái thứ tư đó là về yếu tố bảo mật, đảm bảo an ninh mạng hơn và đảm bảo vượt xa cái tiêu chuẩn là 51% của các cái mạng khác. Thứ năm đó là người dùng thì sẽ có thể dễ dàng tạo ra những cái public blockchain hoặc là private blockchain tùy chỉnh, và các cái ứng dụng phi tập trung thì chứa hầu hết những cái logic tùy ý. Thứ sáu thì là sẽ sử dụng cái thuật toán đồng thuận bằng chứng cổ phần POS, tức là proof of stake, giúp tiết kiệm năng lượng hơn và
nó sẽ tốt hơn nhiều so với cả cái bằng chứng công việc như là Bitcoin hay là Ethereum hiện tại đang dùng, đó là Proof of Work. Thứ bảy, đó là hỗ trợ các hợp đồng thông minh Solidity và các cái công cụ Ethereum như là Remix này, MetaMask hay là ChopFly. Cuối cùng đó là hỗ trợ riêng để dễ dàng tạo và giao dịch các cái tài sản thông minh kỹ thuật số với cái bộ quy tắc tùy chỉnh và phức tạp. Ok, chúng ta sẽ đến với cái phần thứ tư, đó chính là nói về cái hệ sinh thái của Avalon nhé. Trước khi mà vào cái hệ sinh thái của Avalon thì mình sẽ lại quay qua về cái phần trang web để cho mọi người có thể tìm hiểu một vài những cái thông tin ở trên chính website của họ, cũng như là xem những cái hệ sinh thái của họ. Đây thì mọi người có thể vào cái trang web chính thức của dự án này, đó là avax.network nhé. Mọi người có thể ấn luôn vào cái phần ecosystem này phía bên trên này. Đó. Ok, thì nó sẽ hiện ra như thế này. Và ở trên cái phần trên này thì sẽ là hiện tại mình đang ở cái ecosystem rồi. Bên cạnh nó sẽ là cái Prime, tức là cái cầu của cái hệ sinh thái Avalon này. Mọi người có thể sử dụng ví dụ như là các cái ví như MetaMask, Coinbase Wallet hay là Wallet Connect. Đó, để có thể chuyển những cái tài sản của mình từ các chain khác về blockchain hệ sinh thái của Avalon nhé. Đó, thì ngoài ra bên cạnh đó là cái phần ví này, hay là về cái trang trình duyệt để có thể theo dõi được những cái dữ liệu về ví hay là về cái số lượng giao dịch ở trên những cái blockchain của Avalon. Ok, tiếp theo thì mình sẽ ấn vào cái phần project này này. Đó. Ở đây thì nó sẽ cho mình một cái phần là category. Bên trong này thì nó là những cái mảnh ghép của cái hệ sinh thái Avalon, mọi người hoàn toàn có thể lựa chọn. Ví dụ như là những cái mảnh ghép về DeFi này, Lending, Multichain hay là Play to Earn, Stablecoin, hay là về cái phần culture này. Đó, ví dụ như những cái mảng như là DAO này, hay là Gaming, Marketplace hay NFT. Đó, thì mọi người có thể, ví dụ như mình ấn vào NFT, đó, để mọi người có thể kéo xuống đây là những cái dự án làm về cái lĩnh vực NFT ở trong cái hệ sinh thái này. Ngoài ra thì mọi người có thể vào cái trang mà mình hay theo dõi ấy, đó là DeFi Llama. Đấy, ấn vào trên. Đó, thì thời điểm hiện tại mọi người thấy này, Avalon nó đang xếp thứ tư với cái khối lượng total value locked. Hiện tại nó đang đâu đó khoảng gần 10 tỷ đô. Và mọi người có thể click trực tiếp vào cái hệ này, kéo xuống phần bên dưới, mọi người sẽ thấy rất nhiều những cái DApp nó đang chạy ở trên cái hệ sinh thái của Avalon. Và mọi người hoàn toàn có thể click vào bất kỳ một cái dự án nào, một cái protocol nào để có thể theo dõi kỹ hơn. Đó. Ở đây thì có một cái yếu tố mà mình đánh giá, mình đã từng đánh giá ở trong một cái video trả lời câu hỏi cho anh em rồi về cái hệ sinh thái của Avalon này. Thì nó có một cái điểm, đó là ví dụ như những cái mảnh ghép quan trọng nhất chúng ta hay thường theo dõi ở một dự án, ở một hệ sinh thái, đó là về Lending này, hay là về AMM, đúng không, những cái sàn giao dịch đó. Thì hiện tại Avalon họ lại đang bị những cái mảnh ghép ở trên hệ sinh thái của Ethereum họ chiếm sóng nhiều hơn, ví dụ như là AVE V3 này đó, hay là AVE cái bản cũ của nó, thì họ đang chiếm với cái mức total value lock ở trong hệ sinh thái này nó đang là gần 2,3 tỷ, đúng không, cộng cả hai số lượng total value lock này, hay là một cái sàn giao dịch stablecoin là Curve thì nó cũng đang có cái mức là 1 tỷ. Đó, thì với những cái mảnh ghép ví dụ như là Banqui là một cái lending protocol ở trong cái mảnh ghép của hệ sinh thái Avalon thì nó lại chỉ có cũng đâu đó cũng chỉ có gần 1 tỷ thôi. Hay là TraderZone là một cái sàn giao dịch của cái hệ sinh thái Avalon này thì nó cũng chỉ đâu đó cũng gần 1 tỷ. Vừa rồi thì có một cái dự án đây, đó là cái Platypus Finance này, thì mình nhớ rằng nó là một cái cơ chế stablecoin swap giống như là Curve thì phải. Đó, và thì nó cũng đang có cái sự tăng trưởng lên, thì cũng chỉ đâu đó khoảng gần 800 triệu về cái khối lượng tài sản lock thôi. Thì đây là một trong những yếu tố mà mình nghĩ rằng hệ sinh thái của Avalon nó đang có một cái gì đó đang yếu kém hơn so với những hệ sinh thái khác. Những cái mảnh ghép chính của họ đang chưa có thể chiếm được hoàn toàn ở trên hệ sinh thái này. Đó, thì mong rằng thời gian tới thì họ sẽ, những cái protocol, những cái dự án ở trên Avalon sẽ có thể có những cái chuyển biến mới, những cái model mới có thể thu hút lại được cái số lượng người dùng cũng như là cái số lượng tài sản lock so với cả những cái dự án ở trên Ethereum mới chuyển về. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại một chút với slide nhé. Đầu tiên thì mình sẽ điểm qua một chút về cái thực trạng hiện tại của hệ sinh thái Avalon. Nó đang tương đối ảm đạm do một vài những vấn đề sau.
Đầu tiên thì sẽ là cái bối cảnh thị trường chung đang có cái sự ảm đạm nhất định khi mà Bitcoin nó đã liên tục giảm từ cái mức cao nhất vào tháng 11 năm 2021, và tới thời điểm hiện tại thì thực sự nó vẫn chưa rõ ràng cái xu hướng và kéo theo toàn bộ thị trường altcoin rất là bấp bênh, và những cái dòng tiền vào thị trường nó đang bị thu hẹp rất là đáng kể đó. Hay yếu tố thứ hai chúng ta thấy là các cái mảnh ghép ấy trong hệ sinh thái nó chưa có cái sự nổi bật cũng như là khác biệt, và đa số thì đều fork từ các cái dApp ở trên Ethereum. Thậm chí là những cái mảnh ghép chính thì thu hút dòng tiền lại rơi vào tay của Aave hay là Curve. Thì yếu tố này mình cũng đã nói với mọi người vừa nãy rồi đó, mong rằng tới đây nó sẽ có cái sự cải thiện. Và cuối cùng là cái sự bùng nổ của hệ sinh thái khác nó đã khiến cái dòng tiền bị hút đi từ Avalanche, và bản thân nó thì cũng đã chưa thực sự có những cái chính sách để có thể giữ lại những cái giá trị và lưu trữ lại cái dòng tiền với cái hệ sinh thái của mình đó. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải nhìn lại một vài những cái điểm tích cực ở hệ sinh thái Avalanche nó đã tạo được. Thì đầu tiên đó là cái số lượng những cái nhà phát triển hiện tại nó đã hơn 400 và tiếp tục tăng trưởng. Một phần đóng góp là nhờ những cái đợt hackathon, ví dụ như là The Moralist Avalanche Hackathon này, hay là The Avalanche Hack Istanbul, vẫn rất là sôi động và thu hút được rất nhiều những cái developer và các dự án hội tụ về hệ sinh thái này. Thứ hai đó là Avalanche có cái tiềm lực tài chính rất là khủng, đúng không ạ? Với tổng số những cái lần kêu gọi phát triển hệ sinh thái nó đã lên đến đâu đó gần 500 triệu USD. Và cuối cùng là Avalanche là một cái hệ sinh thái đã đầy đủ những cái mảnh ghép và có thể đón dòng tiền, và là một trong những cái blockchain EVM phi tập trung nhất với hơn đâu đó khoảng 1.235 validator. Đó, ok. Thì chúng ta sẽ đến với những cái cập nhật và cái xu hướng mới của Avalanche, và chúng ta sẽ theo dõi thật là sát sao những yếu tố này để có thể nhận định rằng thời gian tới liệu dự án này sẽ có thể là một cái hidden gem chúng ta sẽ phải xuống tiền hay không nhá. Đầu tiên thì sẽ là hướng đến cái việc phát triển subnet là những cái mạng con với cái gói kích thích Avalanche Multiverse nhằm mở rộng hệ sinh thái. Thì ở thời điểm hiện tại thì cái tốc độ phát triển của subnet rất là nhanh, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho định hình lại những cái tokenomics cho những cái dự án, cũng như là thu hút cái developer nhờ những cái chương trình ưu đãi một cách rất là dễ dàng. Đó, và với cái hệ sinh thái mà đã có đủ những cái mảnh ghép và nhiều những dự án trong đó là game như là Avalanche hay là BNB Chain, thì cái việc tạo ra subnet riêng ấy thì nó sẽ giúp cho những cái dApp này có thể giảm tải cái khối lượng giao dịch ở trên mạng chính và giúp cho cái trải nghiệm nó sẽ mượt mà hơn. Yếu tố này thì mình nghĩ rằng nó đặc biệt cần thiết với những cái dự án làm về game. Và nếu mà phát triển subnet thành công ấy và tạo ra được những cái hiệu ứng thu hút được những cái dự án chất lượng tham gia vào hệ sinh thái, thì lần chi này của Avalanche không chỉ cái giúp cho cái cơ sở hạ tầng được mở rộng, mà nó sẽ kéo theo được cái dòng tiền chảy lại với toàn bộ hệ sinh thái và tạo cái nhu cầu buy rất là lớn với cái đồng AVAX. Thì lúc nãy chúng ta cũng đã nói về cái yếu tố subnet rồi, bởi vì là với mỗi một cái dự án mà được coi là subnet của hệ sinh thái AVAX ấy, thì sẽ cần stake ít nhất là 2.000 cái đồng coin AVAX này, và đó chỉ là mới cái nhu cầu ít nhất tối thiểu thôi. Bởi vì khi mà dự án nó phát triển lớn hơn nữa ở trong hệ sinh thái của AVAX thì nó sẽ cần phải stake nhiều hơn nữa để có thể tăng cái tính bảo mật. Thì do đó chúng ta thấy được cái nhu cầu để mua cái đồng AVAX này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều, đúng không? Và tiếp theo thì cái dòng tiền khủng hơn hẳn so với cả hai cái đợt trước của Avalanche Foundation khi mà ra mắt cái gói khuyến khích là Avalanche Multiverse vào cái ngày 8 tháng 3 năm 2022 với 290 triệu đô. Nó sẽ là cái yếu tố nòng cốt giúp đẩy nhanh cái quá trình phát triển ở trong cái chiến dịch này. Tiếp theo thì Avalanche Foundation và Open là một cái mạng xã hội Web3 đã hợp tác và cho ra mắt cái gói quỹ phát triển khuyến khích trị giá 100 triệu cho các cái dự án về gaming, Metaverse hay là Web3 được xây dựng ở trên Avalanche. Và cuối cùng thì chúng ta thấy được rằng thời gian vừa rồi có cái thông tin là Terraform Lab và Luna Foundation World họ đã mua 200 triệu cái đồng USD token AVAX này để làm cái tài sản bảo chứng cho cái đồng coin stablecoin USD của họ, đúng không ạ? Thì rõ ràng đây là những cái cập nhật mình nghĩ rằng rất là tốt. Nó sẽ vừa có cái dòng tiền thúc đẩy phát triển nhiều những cái sinh thái hơn, có nhiều những cái subnet hơn, cũng như là tạo ra những cái lực mua cái đồng AVAX này sẽ lớn hơn nhiều trong thời gian tới nếu mà nó thực sự thành công. Đó là những cái điểm nhấn mà mình nghĩ mọi người sẽ thực sự là phải theo dõi sát ở cái sinh thái Avalanche này. Ok, tiếp theo mình sẽ đến với cái phần thông tin của token Avalanche nhé. Đầu tiên sẽ là một vài những cái thông tin cơ bản rất là quen thuộc rồi. Token name là Avalanche này, mã là AVAX, blockchain là Avalanche Chain, contract mọi người copy nhé. Token type governance authority. Total supply, tổng cung nó sẽ là khoảng 377 triệu coin
và hiện tại cung lưu thông nó đã là 268 triệu rồi. Tiếp theo nhìn sang bên phải cái phần phân bổ token thì chúng ta đã thấy là phần nhiều nhất 50% staking reward. Thứ hai đó là public sale sẽ là 10%, đội ngũ phát triển thì sẽ là 10%, nhà sáng lập là 9,4%, tài trợ cộng đồng và nhà phát triển đối tác thì sẽ 7%, private sale thì sẽ 5%, seed sale 2,5%, và cuối cùng một phần nhỏ nữa đó là do airdrop. Về cái phần phân bổ token cũng như là tokenomics ở hiện tại thì mình nghĩ rằng không có vấn đề gì chúng ta sẽ phải nói ở đây cả. Lợi ích khi mà sở hữu cái token Avalon này, đầu tiên sẽ là fee. Mọi hoạt động ở trên cái triển khai các cái subnet của Avalon sẽ phải trả phí bằng AVAX, đúng không ạ? Và thứ hai đó là staking, thì để trở thành những cái validator giúp bảo mật cho mạng lưới, hoặc là người tạo khối trong Avalon, hoặc là một trong tất cả các cái subnet khác cần thiết, thì sẽ phải tối thiểu staking ít nhất là 2.000 AVAX mà mình đã nói phần trên rồi đó. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần đội ngũ ban lãnh đạo của dự án Avalon này. Thì The Avalab Team là một cái nhóm chuyên gia đẳng cấp thế giới về khoa học máy tính, kinh tế, tài chính và luật tại văn phòng ở thành phố New York và Miami. Thì The Avalab Team có kinh nghiệm tập thể từ các cái công ty tài chính và công nghệ hàng đầu trong cái danh sách Fortune 500 đến các cái công ty blockchain tăng trưởng cao. Ở đây chúng ta sẽ nói đến 4 nhân vật. Đầu tiên là CEO Emin Gansirer, thứ hai là President John Wu này, thứ ba là CEO Kevin Shinseki và cuối cùng là CFO Chris Lavery. Chúng ta sẽ đến với CEO nhé. Emin Gansirer là đồng sáng lập kiêm CEO. Trước Avalon thì ông là giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Cornell. Ông ấy nổi tiếng vì đã triển khai cái loại tiền điện tử dùng đầu tiên Proof of Work để đúc tiền và là đồng tác giả của bài báo khai thác ích kỷ nổi tiếng mô tả quy mô và mức độ tập trung của các cái loại tiền điện tử hiện có và đã có cái đề xuất giao thức hàng đầu cho mở rộng chuỗi và ngoài chuỗi và có nhiều các hoạt động khác nhau nữa. Ông là đồng giám đốc sáng kiến tiền điện tử và hợp đồng thông minh IC3 và mục đích chuyển các cái ứng dụng blockchain từ bảng trắng và bằng chứng về khái niệm sang các hệ thống tài chính nhanh chóng và đáng tin cậy. Ông có bằng tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Washington. Nhân vật thứ hai đó là John Gu, là chủ tịch của Avalab. John Gu thì có 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc điều hành tại Fintech. Gần đây nhất thì ông làm giám đốc điều hành của SharePost Digital Asset Group và nhà đầu tư công nghệ tại cái công ty là Tiger Management, Kingdom Capital và Sureview Capital được hỗ trợ bởi Blackstone Group. John thì đã tham gia vào Avalon như là một trong những cái phần mua lại cái Investory và là một cái nền tảng SaaS do ông thành lập để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khám phá, quản lý và giao dịch các cái tài sản thị trường tư nhân. Ông có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại trường kinh doanh Harvard. Nhân vật thứ ba đó là CEO Kevin Shinseki. Trước khi mà tham gia vào Avalon thì Kevin là một trong những cái ứng cử viên tiến sĩ khoa học máy tính tại Cornell và tiến hành nghiên cứu ở trong các cái hệ thống phân tán này, mật mã, bảo mật và kinh tế. Trước đây thì ông đã nghiên cứu và kỹ thuật về phần mềm tại các cái tổ chức nổi tiếng ví dụ như là Microsoft này, NASA, GLP. Đó và cuối cùng đó là CFO giám đốc tài chính Chris Lavery. Trước đó thì ông từng làm việc tại Bookland và blockchain.com. Ông có cái bằng MBA tài chính tại trường Western và bằng GD luật doanh nghiệp tại trường đại học luật Yale Eton. Ok, và chúng ta sẽ đến với cái phần cuối cùng đó là backer, các quỹ đầu tư ở trong cái dự án Avalon này. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy tương đối nhiều những cái quỹ khủng đó. Ví dụ như Polychain Capital này, A16Z này, Dragonfly Capital này, Galaxy Digital hay là Three Arrow Capital. Đó. Thì ở đây về cái yếu tố tài chính và yếu tố backer, vì đằng sau hỗ trợ về cả mặt kỹ thuật thì mình nghĩ rằng Avalon nó đầy đủ rồi, hoàn toàn là ok. Và đó là toàn bộ cái nội dung của video ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người. Thì ở phần cuối mình sẽ có một vài những cái nhận định cá nhân của mình. Thì đầu tiên về cái yếu tố phân tích cơ bản thì mình nghĩ rằng Avalon cũng như hệ sinh thái của nó với những cái cập nhật mới về subnet và nếu nó thành công thì mình tin rằng hệ sinh thái Avalon sẽ còn mở rộng rất là tốt. Và về mặt công nghệ nó cũng đang là một trong những cái blockchain có cái mặt chiều sâu công nghệ rất là cao rồi. Hơn nữa ấy, thì cái việc mà thành công ở cái yếu tố subnet thì nó sẽ giúp cho cái lực cầu, lực mua cái đồng AVAX nó sẽ tăng trưởng lên rất là nhiều. Đó, thì về cái mặt phân tích cơ bản mình nghĩ rằng nó rất là ok rồi. Tuy nhiên về cái mặt phân tích về yếu tố vĩ mô, về giá cũng như toàn bộ thị trường, chúng ta thấy rằng Bitcoin nó đang có cái sự chao đảo nhất định, chưa rõ xu hướng. Đó, thế nên là
Với những anh em mà quan tâm với đồng này thì chúng ta sẽ phải nhìn theo cái xu hướng Bitcoin một chút, và đặc biệt là hiện tại cái đồng Hoa Bắc nó đang đâu đó ở cái mức top 10 những cái đồng coin có cái vốn hóa lớn nhất rồi. Thời gian vừa rồi thì nó cũng đã có một cái sự tăng trưởng rất là nhiều rồi. Đó thì mọi người sẽ phải cân nhắc nhé. Và mình tin rằng ở trong với những cái anh em mà đánh xu hướng dài hạn ấy, Avax vẫn sẽ là một cái sự lựa chọn rất là ok. Đó. Thì đó là với quan điểm cá nhân của mình. Nếu anh em có những quan điểm khác có thể bình luận xuống bên dưới, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau. Và biết đâu đấy chúng ta sẽ có những cái góc nhìn mới hay hơn nữa, thú vị hơn nữa, chia sẻ cho toàn bộ cộng đồng. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái video này. Và đừng quên giúp mình một nút like cũng như subscribe ủng hộ cho kênh YouTube OTIP Report. Nhấn vào nút chuông để có thể cập nhật những video mới nhất. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.